Nói với các anh chị rằng là cái chìa khóa ở đây là các anh chị làm sao để mỗi lần mà các anh chị nhìn thấy tiền bạc, mình cần phải có được cái sự biết ơn nhiều nhất có thể. Cái lòng biết ơn của các anh chị càng nhiều bao nhiêu thì tiền bạc sẽ được thu hút với các anh chị nhiều bấy nhiêu. Khi mà mình chi tiền ra mà các anh chị biết ơn, đúng mà, thì tiền nó có thể quay lại với các anh chị đôi khi là gấp đôi, đôi khi là gấp 5, đôi khi là gấp 10. Gấp đôi, gấp 5 hay là gấp 10 nó sẽ quay trở lại với mình, tùy thuộc vào cái lòng biết ơn mà các anh chị cho đi những cái khoảnh khắc mà mình chi tiền. Tại vì Diệp nói các anh chị rằng là giờ mình cằn nhằn thì mình cũng phải chi. Có những cái khoản đáng chi thì cằn nhằn cũng phải chi thôi. Và khi mà mình cằn nhằn á, thì mình lại cho đi những cảm xúc không có tích cực. Và chính những cảm xúc không tích cực đó nó đẩy tiền ra xa mình hơn, và mình lại càng thu hút những cái điều không tích cực đến với cuộc đời của mình ha. Nên là bây giờ chúng ta sẽ thay đổi lại cái thói quen của mình, thay đổi lại cái thái độ của mình. Vậy thì á, là Diệp với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi một cái hành động như thế này. Diễm biết rằng là khi mà mình đang không có đủ tiền á anh chị, thì cái việc thanh toán hóa đơn nó có thể là một cái điều chưa thuận lợi với mình, đúng không ạ? Có nghĩa là mình chi những khoản tiền mình nhiều hơn cái số thu vào, nên là thành ra là phàn nàn là cái chuyện khó có thể nào tránh khỏi ha. Nhưng mà bây giờ thì khi mà chúng ta đã hiểu về cái lòng biết ơn rồi thì mình cần phải làm chủ chính mình để mà mình phải thay đổi lại cái thói quen của mình. Nếu mà mình đang không có đủ tiền anh chị, nếu mà mình đang không có đủ tiền ha, thì chúng ta sẽ ứng dụng như thế này. Bây giờ khi mà các anh chị nhận được một cái hóa đơn nào đó bắt buộc mình phải chi ra, nếu mà mình có tiền để mà mình thanh toán, đúng không ạ, thì khi mà mình chi chi trong cái sự vui vẻ hạnh phúc, hãy nghĩ về những cái điều lợi lạc mà mình đã nhận được từ cái dịch vụ này mình sử dụng, sau đó các anh chị chi ra bằng cái lòng biết ơn. Mình biết ơn cái người mà họ đã giúp đỡ cho mình có được, có thể là sử dụng được cái dịch vụ này nha các anh chị nha. Sau khi mà các anh chị đã chi ra xong rồi thì mình có thể ghi vào cái tờ hóa đơn đó là cảm ơn vì đã thanh toán. Chủ đích của cái hành động này chỉ để cho mình sao ạ, thay đổi cái cảm xúc của mình, tập trung vào cái lòng biết ơn thôi. Còn nếu như mà mình nhận được cái tờ hóa đơn mà mình chưa có đủ tiền để mình thanh toán, như hồi xưa á, là mình sẽ không có vui đó, mình sẽ bắt đầu lo đó, suy nghĩ đó, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ thay đổi lại cái cảm xúc của mình, đúng không ạ? Các anh chị sẽ ghi vào cái tờ hóa đơn đó là cảm ơn vì số tiền, đúng không ạ? Mình có thể ghi vào đó là cảm ơn vì số tiền. Sau đó các anh chị hình dung tưởng tượng là mình đã nhận được cái số tiền này, và các anh chị vui vẻ hạnh phúc ngay lập tức, vừa là chuyển đổi cảm xúc đó. Khi mà vũ trụ đã giúp cho các anh chị thu hút cái số tiền này về và mình trả được hóa đơn rồi, thì các anh chị sẽ ghi thêm vào đó là cảm ơn đã thanh toán nha các anh chị nha. Đây là một cái thói quen. Hoặc là khi mà mình đi ăn uống, lúc mà mình chi trả tiền rồi này này kia đó, khi mà các anh chị vừa phát hiện ra là bên trong của mình nó có một cái cảm xúc không có được tích cực á, thì ngay lập tức mình phải chuyển hóa nó ngay. Như hồi xưa các chị, lúc mà Diễm chưa tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì lúc đó tiền bạc đối với mình là mỗi ngày mình phải đều suy nghĩ tới tiền bạc vì không có đủ để mà mình có thể là chi trả cho cuộc sống, nên thành ra lúc đó mỗi lần mà mình chi tiền ra là bên trong của mình nó không có được vui ấy. Nó không có được vui, nó không có được hạnh phúc, nên là thành ra là tiền bạc nó hay gắn với mình đó là những cái hình ảnh của cái sự không vui. Khi mà mình chia tiền ra, bên trong của mình không vui, và mỗi lần mình nhìn thấy tiền là nó gắn với lại một cái nỗi đau nào đó. Và cái điều này nó sẽ không có tốt tí nào hết. Và từ khi mà Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ, mình hiểu về lòng biết ơn, chị ha, bắt đầu Diễm đã thay đổi. Lúc đầu á, khi mà những cái ngày đầu tiên mình ứng dụng, lúc mà mình chi tiền ra, đôi khi cảm xúc của mình cũng hay, mình không có nhớ, đúng không ạ? Mình cũng hay không có được thoải mái. À, chính những cái lúc đó thì sao ạ? Ngay lập tức mình phải nhắc nhở chính mình. Đó là phải biết ơn. Phải biết ơn nghe chị. Và Diễm nghĩ về những cái lợi ích mà mình đã nhận được. Đó, sau đó là mình biết ơn.
mình biết ơn và mình hình dung tưởng tượng rằng là khi mà cái số tiền này đi nó sẽ quay trở lại với mình gấp 10, gấp trăm lần. Và chính vì vậy ngay lập tức cảm xúc thay đổi, cảm xúc nó tích cực liền nghe chị. Khi mà cảm xúc mà của mình mà tích cực, mình sẽ có những cái hành động tích cực và vũ trụ sẽ bắt đầu thu hút những cái điều tốt đẹp, đúng không ạ, thu hút tiền bạc đến với cuộc đời của mình các chị nha. Đây là một cái thói quen. Ok ha. Chút xíu nữa thì sẽ có những cái bài tập, đúng không ạ, để cho các anh chị có thể mình thay đổi cái thói quen của mình. Nói chung ứng dụng lòng biết ơn. Giờ các anh chị làm sao để mỗi ngày trôi qua khi mà mỗi buổi sáng mình mở mắt ra cho đến cuối ngày mình luôn luôn sống trong lòng biết ơn. Ở đây nếu mà các anh chị muốn thu hút về tiền bạc thì mình đặc biệt những cái lúc nào mà các anh chị nhận nhận được tiền hay là mình chi tiền thì mình phải đều giữ cho mình những cái cảm xúc tích cực. Các anh chị ha, về tiền bạc. Diễm thấy là như như Diễm hồi xưa cũng vậy thôi. Như hồi xưa đối với mình khi mà chỉ cần là mình mà chỉ cần rút tiền trong túi mình ra để mình chi trả một điều gì đó thôi, bắt đầu bên trong của mình nó cảm thấy không không tích cực ngay. Vì mình sợ đó các chị, mình sợ không có đủ tiền. Và chính những cái cảm xúc đó nó đã làm cho Diễm trước đây không lúc nào mà mình có đủ tiền cả. Nhưng mà cho đến khi mình thay đổi lại cái thói quen của mình, khi mình chi tiền bạc thì mình tập trung vào những cái điều mà mình biết ơn và mình hình dung tưởng tượng, đúng không, cái số tiền này khi mà đi nó sẽ quay trở lại với mình gấp 10, gấp 100 lần, thì ngay lập tức mình tích cực lắm cái gì, tự dưng cái mình hào hứng, mình vui vẻ, mình hạnh phúc. À, đây được gọi là cái phương pháp giúp cho các anh chị chuyển hóa cái cảm xúc của mình ha. Rồi có bao nhiêu số các anh chị rất là rõ về cái điều này rồi, các chị comment tôi giúp chị ạ. Và Diệm cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị, đúng không ạ, làm sao để trong một ngày các anh chị có thể thu hút được những cái điều tốt đẹp nhất đến với cuộc đời của mình. Đó là các anh chị hãy rèn luyện cho mình tập nè. Khi mà mỗi buổi sáng các anh chị mở mắt ra, đúng không ạ, cái điều đầu tiên khi mà mỗi khi mà các anh chị chạm vào một cái điều gì đó thì mình sẽ luôn luôn tập trung vào cái điều mà mình biết ơn. Diệm ví dụ nha, khi mà các anh chị dậy, chân của mình bước xuống giường, đúng không ạ, thì mình đã tập trung, phải tập trung làm chủ ý thức của mình để mình biết được rằng mình phải biết ơn rồi. Khi mà cái mình rửa mặt đi các anh chị thì mình cũng phải tập trung vào cái việc đó, mình đang rửa mặt và mình biết ơn nhà, biết ơn cái dòng nước, đúng không ạ, dòng nước sạch để cho mình rửa mặt. Khi mà tay của mình sờ vào cái gương mặt của mình thì mình biết ơn cái làn da của mình. Nói chung là tay của các anh chị khi mà trong một ngày mình làm cái gì thì mình đều tập trung vào mình biết ơn cái đó. Diệm nói với các anh chị rằng là nếu mà anh chị nào ở đây cái cuộc sống của mình đang thấy rằng là nó đang cực kỳ không có được thoải mái cả về tài chính, cả về sức khỏe, cả về mối quan hệ, thì đây là cái phương pháp sẽ giúp cho các anh chị thay đổi lại cuộc sống của mình ngay lập tức luôn. Thay đổi ngay lập tức. Chỉ cần mỗi ngày từ sáng cho đến tối, mỗi khi mà các anh chị chạm vào một cái điều gì đó, đúng không ạ, thì các anh chị sẽ biết ơn cái điều đó. Khi mà các anh chị biết ơn cái da mặt của mình thì Diệm nói các anh chị, da của các anh chị sẽ ngày càng đẹp hơn. Khi mà các anh chị ăn uống, các anh chị tập trung vào bữa ăn, các anh chị biết ơn bữa ăn, thì khi mà các anh chị ăn vào, các anh chị sẽ có sức khỏe rất là tốt. Khi mà mình làm việc, mình biết ơn cái công việc của mình thì công việc của các anh chị nó sẽ phát triển rất là vi diệu. Nếu mà các anh chị mong muốn có một cái khả năng gọi là chạm tay hóa vàng ấy. Chạm tay hóa vàng thì chỉ cần là khi mình làm cái gì, các anh chị cho cái lòng biết ơn của mình vào cái sự việc đó, thì Diệm nói với các anh chị mọi thứ vũ trụ sẽ sắp xếp cho một trật tự linh thiêng để giúp cho các anh chị cái gì các anh chị chạm vào nó cũng đều hoàn hảo và hóa thành vàng hết. Tại vì các anh chị biết sao không? Trên cái vũ trụ này tất cả mọi thứ nó đều là năng lượng. Đều là năng lượng. Nước nó cũng hiểu được cái suy nghĩ của mình. Có những cái video, đúng không ạ, khi mà anh chị nào tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí đó, các anh chị sẽ được xem những cái video để các anh chị thấy rằng là cái suy nghĩ của mình nó tác động vào tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mọi thứ xung quanh mình nó đều hiểu được hết cái suy nghĩ của mình, cái cảm nhận của mình nghe chị. Nên là thành ra khi mà các anh chị làm một cái điều gì đó mà mình có được cái sự tập trung,
và mình cho đi cái lòng biết ơn của mình vào cái sự việc đó, à, thì mọi thứ nó sẽ rất là phát triển luôn. Nếu mà anh chị biết ơn cái công việc các anh chị đang làm thì công việc kinh doanh của các anh chị nó sẽ phát triển lên. Các anh chị biết ơn sức khỏe của mình, à, thì sức khỏe của các anh chị nó sẽ tốt lên. Các anh chị biết ơn những cái mối quan hệ mà mình đang có thì những mối quan hệ của mình nó lại tốt lên. Nguyên tắc vàng trong cuộc sống đó là khi mà các anh chị càng biết ơn cái điều gì thì cái điều đó nó lại được càng thu hút với mình nhiều hơn.